Xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài số 2, tuần số 2, bài 2 tự chủ. Thì tự chủ là như thế nào? Tự chủ tức là tự mình làm chủ bản thân của mình, gọi là tự chủ. Thì để tìm hiểu bài học như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 2 tự chủ. Ở phần đặt vấn đề thì mấy em đã đọc trước ở phần đặt vấn đề ở nhà rồi. Thì cô có số câu hỏi để hỏi mấy em. Thì ở câu chuyện thứ nhất, khi biết con trai mình bị HIV/AIDS thì thái độ bà Tâm như thế nào? Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh của gia đình? Theo em, bà Tâm là người như thế nào? Thì khi mà biết con trai của mình nghiện ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS thì thái độ của bà Tâm là lúc bấy giờ là choáng váng, đau khổ đến mất ăn, mất ngủ. Mặc dù rất là đau đớn, nhưng mà bà không khóc trước mặt con mình. Và bà Tâm đã làm gì để mà trước nỗi bất hạnh của gia đình? Bà Tâm đã nén chặt nỗi đau để chăm sóc con, gần gũi thương yêu con, tích cực giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS. Ngoài ra, bà còn vận động gia đình những người bị nhiễm HIV/AIDS không nên xa lánh họ. Còn ở câu chuyện thứ hai, chuyện của N. Thì trước đây N là một học sinh như thế nào? Trước đây N là một học sinh rất là ngoan ha. Và những hành vi sai trái của N sau này là gì? Thì những cái từ một học sinh ngoan, N đã trở thành cái kẻ nghiện ngập. Tại vì sao? Tại vì á, N đã bị bạn bè xấu rủ rê nè, tập hút thuốc lá, uống bia, đua xe, trốn học liên miên, và cuối cùng là thi trượt tốt nghiệp lớp 9. Khi thi trượt tốt nghiệp lớp 9 rồi thì đang buồn bã đó, thì bạn bè rủ hút cần sa và N đã bị nghiện. Để có tiền chích hút thì N đã tham gia trộm cắp và đã bị bắt. Tại vì N không làm chủ được hành vi của mình, gây ra hậu quả xấu cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Như vậy thì qua hai câu chuyện về bà Tâm và N, em nhận xét gì về họ? Nếu trong lớp em có một bạn như N thì các em sẽ làm gì? Thì qua hai câu chuyện trên em rút ra được bài học là sao? Bà Tâm á, là người có đức tính tự chủ, không bi quan chán nản, có ý chí nghị lực vượt qua khó khăn. Chính bà là cái chỗ dựa để con trai mình vượt qua bệnh tật và tiếp tục sống. Còn N thì không có đức tính tự chủ, thiếu tự tin và không có bản lĩnh. Chính vì thế, N đã sa vào con đường nghiện ngập và trộm cắp, cuối cùng đã bị bắt. Như vậy thì như thế nào là tự chủ và người tự chủ là người như thế nào? Chúng ta sẽ đi hai la mã nội dung bài học. Phần thứ nhất là khái niệm. Tự chủ là làm chủ bản thân. Và người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh. Còn biểu hiện của tự chủ như thế nào? Thì theo em, người tự chủ có những biểu hiện như thế nào mấy em? Thứ nhất là biết kiềm chế cảm xúc của bản thân nè. Ví dụ như cái người này, ai đó làm cho cái người này là không có hài lòng, thì mình trước hết mình phải là bình tĩnh, không nóng nảy. Sau đó mình phải ôn tồn, mềm mỏng, chỉ cho người đó thấy cái điều sai trái của người đó để mà người đó sửa chữa lại. Cái thứ hai là có thái độ bình tĩnh, tự tin. Lúc nào cũng phải tự tin, bình tĩnh hết trơn. Rồi cái biểu hiện thứ ba là biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Và cuối cùng là biết tự kiểm tra, đánh giá bản thân mình. Thì mình mỗi một cái người thì ai cũng có cái tính nóng nảy hay là cố chấp, thì mình phải biết bình tĩnh, ôn hòa, rồi từ từ chuyện gì cũng sẽ giải quyết xong, chứ đừng có nóng nảy vội vàng mà mất đi sự tự chủ của bản thân mình mà kết quả không có tốt đẹp như câu chuyện của N. Thì đây là một số hình ảnh cô cho mấy em xem. Hình ảnh đây là cái bạo lực học đường. Thì mấy em thấy những cái anh học sinh này mặc áo trắng nè, chắc có lẽ là cấp 3. Thì mấy anh này
là đánh lộn với nhau, do thiếu tự chủ, thiếu kiềm chế, cho nên là hậu quả là đánh lộn ha, mọi người không có tự chủ. Ở trong gia đình cũng vậy, cha mẹ thì không có tự chủ thì cãi vã, mâu thuẫn cãi vã, nó rất là ảnh hưởng đến con cái của mình sau này. Còn đây, đây là cái hình ảnh nói về cái anh thanh niên này chống người thi hành công vụ trong cái mùa Covid. Mấy em thấy người ta căng dây ra, mà cái anh công an lại thì anh này có thái độ hung hăng đối với anh công an này. Thì do cái không có tự chủ thì cái hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật khi mà chống người thi hành công vụ trong cái mùa Covid này rất là nặng. Thì mấy em thấy bệnh dịch Covid hiện nay là một bệnh rất là nóng bỏng, rất là hot. Thì chúng ta đã biết cách tuyên truyền phòng chống. Ví dụ như mình đã biết cách phòng chống rồi, nhưng mà những người gia đình xung quanh của mình á, thì mình khi mình biết thì mình tuyên truyền họ bằng cách là thực hiện tốt 5K. Đó là gì? Khẩu trang nè, khử khuẩn nè, khoảng cách nè, không tập trung nè và khai báo y tế. Ngoài ra hiện nay còn thực hiện tốt khẩu hiệu 5T, đó là thứ nhất là thực hiện tốt cái việc thực hiện 5K. Rồi thứ hai là thực phẩm ở trong nhà là phải đầy đủ. Thứ ba là thầy thuốc đến nhà. Thứ tư là test. Thứ năm là tiêm chủng. Thì thực hiện tốt 5K và 5T thì chúng ta đã góp phần phòng chống dịch bệnh Covid rất là tốt. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân của chúng ta hiện nay, mấy em nên nhớ. Rồi, ý nghĩa như thế nào? Theo em, vì sao con người cần có tính tự chủ? Tại vì sao? Đối với bản thân thì tự chủ là đức tính rất là quý giá. Nếu mà mình tự chủ, cô lấy ví dụ như cái người đó mềm mỏng, nhẹ nhàng, ôn tồn, hòa nhã, không có nóng tính, thì đi đâu ai cũng yêu thương người đó hết. Còn ngược lại, đối với một người mà lúc bấy giờ, lúc bao giờ cũng nóng nảy, thô lỗ, cọc cằn, nóng nảy, thì đi đâu người ta cũng sợ mình hết. Rồi cái ý nghĩa thứ hai đó là giúp con người sống đúng đắn, biết cư xử, có đạo đức, có văn hóa. Và cuối cùng là giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và cám dỗ. Cô lấy ví dụ như là khó khăn, thử thách và cám dỗ nè. Ví dụ như một cái gia đình em đó nghèo, rất là nghèo. Một hôm có một người phụ nữ lạ mặt, người ta đến em đó, người ta dụ dỗ. Người ta nói, con ơi, con đi theo cô đi, cô sẽ cho con ăn ngon nè, mặt đẹp nè, dài, thoải mái luôn. Rồi bắt đầu do mình không có tự chủ, bắt đầu mình nghe lời người ta. Không có người nào tốt đến nỗi không có thân thích gì hết mà tự nhiên lại dụ dỗ mình, cho mình những cái điều tốt đẹp như vậy hết. Cái gì cũng có cái mục đích của người ta hết. Thì biết đâu mình không có biết suy nghĩ, không có biết tự kiềm chế, bắt đầu nhận lời đi theo người ta. Có thể người ta là sao? Bán mình qua những cái ổ chứa mại dâm nè, rồi bán qua biên giới nè, hoặc là lợi dụng mình để mua bán ma túy chẳng hạn. Thì đó là những cái việc sai trái, chúng ta cần nên rút kinh nghiệm, không có nên tin người, phải tự tin bản thân của mình và phải biết tự chủ, kiềm chế, kiểm tra những cái hành vi, những cái việc làm của bản thân mình ha. Còn đối với xã hội thì đem lại cuộc sống xã hội bình yên và lành mạnh. Thì mấy em thấy tại sao đem lại cuộc sống xã hội bình yên và lành mạnh? Cô lấy ví dụ như ở xóm của mình thôi, ở trong gia đình mình thôi, đừng nói gì ở xóm. Ở trong gia đình của mình, một gia đình là tế bào của xã hội, nhiều gia đình là thành phần một là một cái xã hội. Nếu mà gia đình tốt đẹp thì cha mẹ, con cái vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc. Còn nếu mà trong nhà cha mẹ nè, con cái nè, ai cũng có cái tính là nóng nảy nè, cái chuyện có chút xíu đem ra cãi vã sùm bất nhã, thì trong gia đình không hạnh phúc vui vẻ. Mà trong gia đình như vậy thì ở xóm như vậy thì sao, có những cái tiếng cãi vã to tiếng, thành ra ở xóm không có được bình yên, không có được lành mạnh.
Hoặc là trước những cái việc làm mình không vừa ý, người đó thường nổi nóng lên, to tiếng, cãi vã, gây gổ nè. Ví dụ như người chồng đi nhậu về, rồi bắt đầu to tiếng với vợ con, rồi có khi là chửi bới, có khi là đánh đập. Vậy thì ảnh hưởng rất là lớn đến cái xóm giềng, đến xã hội. Hay là trước những cái khó khăn, thường tỏ ra là hoang mang, sợ hãi, chán nản, không vững bước trước những cái cám dỗ, cho nên là dễ bị người khác lôi kéo hoặc lợi dụng. Thì ai cũng vậy hết, thì cái xã hội này sẽ không còn là bình yên và lành mạnh nữa. Thì cách rèn luyện như thế nào? Cô có câu hỏi hỏi mình. Có ý kiến cho rằng có tính tự chủ, người có tính tự chủ luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và người giao tiếp. Vậy em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Dĩ nhiên là mình không đồng ý rồi. Tại sao? Tại vì mà người có tính tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ nè, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau, không hành động một cách mù quáng hoặc theo ý thích cá nhân của mình nếu mà ý thích đó là không đúng, không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hay chuẩn mực xã hội. Thì đó là ý kiến này là không đúng ha. Khi có người rủ em làm điều sai trái, hút thuốc lá, uống rượu, trốn học, trốn lao động thì em sẽ làm gì? Như vậy thì mình sẽ làm gì mấy em? Trước tiên là mình sẽ kiên quyết từ chối. Sau đó thì mình sao? Lựa lời khuyên nhủ. Nếu bạn mình làm như vậy á là sai, là vi phạm nội quy của nhà trường, sẽ gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu mà bạn không từ bỏ được á thì mình lúc đó mình sẽ báo với cha mẹ bạn hay là thầy cô giáo để họ có những cái biện pháp mà giúp đỡ bạn. Vậy thì để có tính tự chủ em cần phải làm gì? Trước tiên là mình phải rèn luyện việc kiềm chế bản thân, có tinh thần vượt khó, kiên định, bảo vệ cái đúng, cái tốt. Thứ hai là mình suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và làm, cái gì cũng vậy hết. Khi mà mình nói và mình làm, mình phải suy nghĩ thật kỹ, không nên nói là một cách là tùy tiện hay là làm một cách tùy tiện thì hậu quả rất là khó lường. Thứ ba là xem xét thái độ, lời nói, việc làm của mình đúng hay sai. Và biết rút kinh nghiệm sửa chữa. Thì đây có thể là một cái hình ảnh nói về gia đình, thì hai vợ chồng người này có cái tính tự chủ cho nên là không có cãi vã. Vợ nói thì chồng nghe ha. Có câu ca dao sao mấy em? Câu ca dao nói về tự chủ sao? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Như vậy thì câu ca dao này muốn nói gì? Câu dao này muốn nói là sao? Khi con người á đã có quyết tâm thì dù ai ngăn cản vẫn vững vàng, không thay đổi ý định của mình. Thì cô lấy ví dụ nè. Ví dụ như là một em học sinh quyết định học bài, thuộc bài rồi mới được đi chơi. Cho dù bạn mình lại rủ mình đi chơi chăng nữa mình cũng không chịu. Tôi học bài xong rồi tôi mới đi chơi. Thì cái em học sinh đó đó học bài xong, đang học bài, cái bạn lại rủ. Mà em bình tĩnh lại, em nói kiên quyết từ chối, tôi đi học xong rồi tôi mới đi chơi, bạn đi trước đi. Còn nếu như mà cái em đó không có biết tính tự chủ, không biết kiềm chế bản thân của mình đó, vui quá mà chờ tao chút đi, tao đi đi chơi cho tới tối về buồn ngủ, nhảy ra ngủ, không học bài hết, ngày mai trả bài không được bài, đó là hậu quả xấu, không tốt ha. Rồi bài tập. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây vì sao? Thứ nhất, người tự chủ biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân. Thứ hai, không nên nóng nảy vội vàng trong hành động. Thứ ba, người tự chủ luôn hành động theo ý mình. Thứ tư, cần điều chỉnh thái độ hành vi của mình trong các tình huống khác nhau. Thứ năm, người có tính tự chủ không cần quan tâm đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Và thứ sáu là cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp. Như vậy thì đối với câu A,
Người tự chủ biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân như vậy thì mình có đồng ý không? Có. Tại sao? Tại vì cái người tự chủ lúc bao giờ người ta cũng biết kiềm chế, cũng biết là kiểm tra, đánh giá bản thân của mình như vậy. Câu này là mình đồng ý ha. Câu số 2. Không nên nóng nảy vội vàng trong hành động. Câu này cũng đúng ha, đồng ý. Câu tiếp theo. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình là sai. Và câu D, cần điều chỉnh thái độ hành vi của mình trong các tình huống khác nhau. Câu này đúng. Câu E, người có tính tự chủ không cần quan tâm đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp thì sai. Mình cần phải quan tâm người ta, coi người ta nói đúng thì mình nghe theo ha. Còn người ta không đúng mà mình cũng không đúng thì mình không được làm. Rồi câu F, cần giữ thái độ ôn hòa từ tốn trong giao tiếp và người khác thì 2, 4, 4 câu này là mình đồng ý. Tại vì tất cả những cái câu này biểu hiện của người có tính tự chủ, thể hiện sự quan tâm, suy nghĩ chín chắn. Rồi, mấy em về nhà học bài, học nội dung bài học và làm bài tập 3, 4 sách giáo khoa cho cô. Rồi, ngoài ra tìm những câu ca dao tục ngữ nói về đức tính tự chủ. Đọc trước phần đặt vấn đề của ở bài số 3, dân chủ và kỷ luật, và trả lời trước câu hỏi gợi ý. Tiết học chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt. Xin chào các em.